Bên Hàn Quốc thì aesthetic và spa là chỗ mà chăm sóc da, nó không có dao, không có phẫu thuật, không có xâm lấn một tí nào luôn, thì nó sẽ gọi là aesthetic và chính là spa ở Việt Nam. Còn thứ hai là ở Việt Nam gọi là clinic, thì ở bên Hàn Quốc thì được gọi là bệnh viện da liễu ạ. Bệnh viện da liễu thì sẽ chăm sóc được là như là bắn laser này, hoặc là meso này, tiêm cấy này, còn cuối cùng là liên quan với phẫu thuật thẩm mỹ thì chủ yếu là sẽ là mổ xẻ. Với phía Việt Nam, bởi vì cái ngành dù sao đi nữa thì cái ngành thẩm mỹ Việt Nam so với các nước phát triển thì chúng ta cũng đi sau họ. Cái việc mà chúng ta cập nhật những cái gọi là xu thế mới hay là chúng ta học những cái chương trình nâng cao để chúng ta có những cái gọi là việc mà chúng ta làm đẹp cho khách hàng, gọi là phục vụ cho cái ngành làm đẹp Việt Nam nó phát triển tốt hơn, thì cái đấy là một cái điều tốt. Đại dịch Covid đã làm thay đổi nền kinh tế toàn cầu, không chỉ ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp sản xuất mà ngay cả ngành công nghiệp làm đẹp cũng thay đổi đáng kể để thích nghi với nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Đứng trước thực tế đó, ngành công nghiệp làm đẹp nước ta đang đối mặt với những cơ hội thách thức nào khi sau dịch hàng loạt cơ sở làm đẹp mọc lên như nấm sau mưa? Cơ hội nào cho ngành làm đẹp khi xu hướng quốc tế hóa ngày càng mở rộng thị trường? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Chuyên gia nói. Võ Hoàng Yến xin được gửi lời chào mừng đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia nói. Và ngày hôm nay thì trước khi đến với chủ đề đặc biệt, chúng ta có thể thấy là sự đồng hành của anh CEO Nguyễn Hữu Thái Hòa. Nhưng ngày hôm nay anh sẽ giống như là một gươm giữa rừng hoa. CEO Chuyên gia Nguyễn Hữu Thái Hòa, Tổng Giám đốc iBosses Việt Nam, Giám đốc Chiến lược, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chiến lược Tập đoàn VNPT. Là một người lãnh đạo tài ba với hơn 30 năm kinh nghiệm thương trường, ông Thái Hòa không chỉ giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, tái cấu trúc và chuyển đổi số, mà ông còn là một người đam mê âm nhạc, tài tử chuyên hát dòng nhạc trịnh, đồng thời cũng là một diễn giả nổi tiếng. Bên cạnh chúng tôi là hai vị nữ khách mời vô cùng xinh đẹp và xin được giới thiệu đến quý vị khán giả. Chị Đỗ Phương Anh, CEO công ty K-Star Anh, Chủ tịch Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc tại Việt Nam. Bà Đỗ Phương Anh, CEO công ty cổ phần K-Star Anh, được biết đến là người mang đại hội thẩm mỹ quốc tế về Việt Nam với mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích cho những nghệ nhân ngành thẩm mỹ, nuôi dưỡng tài năng thẩm mỹ, góp phần vào sự phát triển của ngành làm đẹp tại Việt Nam và Hàn Quốc. Bà Phương Anh từng có 12 năm sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, nên bà hiểu rằng những xu hướng, công nghệ mới trong ngành thẩm mỹ Hàn Quốc sẽ giúp ngành làm đẹp nói chung của Việt Nam mở ra một tương lai mới cho ngành công nghiệp làm đẹp. Và đồng hành với chị Phương Anh ngày hôm nay là một nữ doanh nhân vô cùng xinh đẹp với một làn da và nó là rất là trộm vía. Nhìn vào một cái là biết ngay chủ đề ngày hôm nay liền. Xin được giới thiệu chị Hae Jin, CEO Beauty Master Company, đồng thời cũng là Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Sức khỏe và Làm đẹp Quốc tế IHBA. Bà Jun Hae Jin, CEO Beauty Master Company, Tổng Chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia Quốc tế Sức khỏe và Làm đẹp Việt Nam, người mẫu quảng cáo mỹ phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam, cố vấn chuyển giao công nghệ Hàn Quốc marketing của Namu Clinic. Trước khi chúng ta đến với phần giới thiệu của hai chị thì phải hỏi anh Hòa, ngày hôm nay anh có áp lực không? Xin chào các bạn, tôi là Giang Đông Quân Việt Nam. Lúc về già nói đùa như thế chứ hôm nay thật ra là rất là áp lực khi mà ngồi với các CEO vừa là nữ doanh nhân nhưng lại là người trong giới làm đẹp, đặc biệt là cái trường phái Hàn Quốc. Tôi nhớ cái thế hệ của tôi ở những thập niên 90-2000, các chị ở nhà của chúng tôi tối ngủ toàn nằm mơ kêu là Giang Đông Quân. Thì chắc là hôm nay chương trình sẽ rất là thú vị. Dạ, và bây giờ xin mời hai vị khách mời xinh đẹp của chúng ta sẽ có đôi lời gửi đến chương trình cũng như là lời chào tới khán giả. Xin chào MC xinh đẹp Võ Hoàng Yến, xin chào em Thái Hà. Tôi xin giới thiệu, tôi là Phương Anh. Rất vui được gặp mọi người trong một cái cuộc trò chuyện talk show về cái chủ đề ngành làm đẹp Việt Nam và quốc tế. Annyeonghaseyo, xin chị có thể giới thiệu cho lúc đôi lúc lời được không ạ? Xin chào mọi người, xin chào MC, xin chào anh Thái Hà. Tôi tên là Sơn Hae Jin và đồng thời là hiện tại là giám đốc của công ty Beauty Master Company, đồng thời là chủ tịch hiệp hội IHBA Hàn Quốc tại Việt Nam ạ. Tôi đã sống ở Việt Nam thì tầm 8 năm nhưng mà sẽ sống ở Việt Nam khoảng tầm hơn 50 năm nữa. Với sự xuất hiện của hai doanh nhân liên quan đến ngành làm đẹp thì chúng ta sẽ đến với chủ đề vô cùng nóng hổi ngày hôm nay: thực trạng về công nghiệp làm đẹp sau dịch, xu hướng quốc tế hóa ngành làm đẹp. Đầu tiên thì xin mời chị Phương Anh sẽ có đôi lời chia sẻ về cái câu quote tâm đắc của mình
thì Phương Anh cũng muốn chia sẻ từ cái góc độ một cái gọi là một cái câu tâm huyết trong cái ngành thẩm mỹ của mình. Dịch vụ khách hàng không phải là một bộ phận mà nó lại sẽ là cả toàn công ty. Đặc biệt đối với ngành thẩm mỹ, chúng ta đặt khách hàng là trọng tâm, là yếu tố cốt lõi, thì cái điều đấy là một cái gọi là kim chỉ nam tâm huyết và xuyên suốt đối với cái ngành dịch vụ, ngành thẩm mỹ của chúng tôi. Em cũng hỏi anh Hà luôn một câu là anh có chăm sóc sắc đẹp không? Đây là một câu hỏi rất là khó. Thật ra đàn ông Việt Nam chúng tôi không có quan niệm chăm sóc sắc đẹp trước đây, trừ một số bạn trong cái ngành gọi là đi show diễn hay là cái ngành gọi là media thì mới làm. Tuy nhiên sau này thì chúng tôi bắt đầu ý thức được rằng là nếu không làm thì nó trở nên tệ đi và già đi rất nhanh. Cá nhân anh thì anh nói thật là cũng không có làm cái gì chăm sóc, trừ một việc là đương nhiên cũng may mắn là cái thời trẻ thì mình sống ở Bắc Mỹ nên là cái khí hậu lạnh ấy, nó cũng làm cho cái làn da của mình nó không tới nỗi tệ. Nhưng mà cũng phải, ví dụ như đi biển cũng phải bôi kem hay cái gì đó. Còn chăm sóc hàng ngày thì một thị trường vô cùng lớn cho các bạn, làm sao để đàn ông chúng tôi hiểu ra và hấp dẫn chúng tôi. Chứ hiện nay nói thật đàn ông rất lười chăm sóc. Em nói thiệt, chứ nội mà anh đi làm quay với em thường xuyên như vậy nè, là anh cũng put make up đúng không? Đúng rồi. Thì cái make up đó cũng vô tình làm cho da của anh bị hư. Thì sau ngày hôm nay là em nghĩ anh phải nên gặp chị Phương Anh tư vấn cái sản phẩm nào đó, đúng không mọi người? Tại vì make up nó rất là hại cho da. Mà anh không chăm sóc thì cái chuyện mà anh bị lão hóa nhanh hơn, nó sẽ giống như gần gấp 3, gấp 4 lần. Em nghĩ là đàn ông vẫn nên làm. Các bạn nam nhớ nha, đây là phải theo Võ Hoàng Yến để mà chăm sóc da. Dạ, tại vì bây giờ xu hướng mình ai cũng phải đẹp. Phụ nữ đẹp đó thì đàn ông cũng phải đẹp theo, đúng không? Đúng anh? Rồi. Ai cũng phải đẹp. Thực ra thì cái nhu cầu về làm đẹp đối với nam giới bây giờ cũng đang rất là nhiều ạ. Tức là về cái việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ấy. Đẹp bây giờ không phải là cái việc mỗi cái việc là chúng ta bôi mỹ phẩm đâu, mà nó đẹp sâu từ bên trong, từ cái việc chúng ta uống những cái sản phẩm mà nó hỗ trợ cho, ví dụ như gọi là thải độc gan, khi mà các anh đi uống rượu nhiều hay là hút thuốc nhiều, hay là cái việc mà chúng ta làm nha đấy để mà chúng ta có một cái sức đề kháng tốt, thì đấy cũng chính là cái việc chiều sâu từ bên trong, có nghĩa là đẹp từ bên trong, khỏe từ bên trong, thì chúng ta đẹp ra bên ngoài. Vâng, thực ra thì ngày hôm nay á, là cái ngành làm đẹp cũng là một trong những cái ngành mà đang rất là nổi trội hiện nay. Chị nghĩ như thế nào về xu hướng làm đẹp hiện nay? Mình cũng muốn chia sẻ về cái tiềm năng, thách thức cũng như là cái thị trường của ngành làm đẹp Việt Nam. Theo cái đánh giá của cái Hiệp hội Kinh tế về sức khỏe toàn cầu thì năm 2018 cái sức chi tiêu cho cái ngành này nó rơi vào đâu đó của tầm 4.500 tỷ USD. Sức tăng của nó sẽ rơi vào tầm 12% cho gọi là mỗi năm. Và đặc biệt với Việt Nam ấy thì cái sức chi cho cái ngành này là tầm 750 triệu USD, nó rơi vào tầm 17.500 tỷ tiền Việt Nam đồng. Và cái thị phần nó cũng rất là lớn, nó cũng đang rất là tiềm năng. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn dịch 2020 và 2021, nó vẫn đang là nằm trong cái sự ảnh hưởng chung của cái nền kinh tế toàn cầu. Và cái ngành làm đẹp là một cái ngành dịch vụ thì nó chắc chắn là nó không tránh khỏi về cái việc đấy. Tuy nhiên thì cái sức tăng trưởng của nó không có dừng lại. Bởi vì sao? Chuyển đổi từ cái xu hướng là mọi người đến các cái cơ sở salon dịch vụ làm đẹp thì chuyển sang cái việc chăm sóc home care tại nhà cũng khá là nhiều. Chính vì thế mà cái tỷ trọng của nó cũng tăng rất là cao. Không chỉ phái đẹp mà phái nam cũng đi làm đẹp. Tất cả mọi người đều đi làm đẹp. Tuy nhiên mà thực trạng hiện tại của ngành làm đẹp chúng ta đang có giống như chia làm hai hướng, một bên rất là uy tín và có những người họ tự dám làm đẹp tại nhà hoặc thuê những người không đủ bằng cấp để làm những cái cơ sở không có uy tín. Thì chị nghĩ sao về vấn đề này ạ? Như cá nhân chúng ta sử dụng Facebook hàng ngày thì mình thấy là hàng loạt, hàng trăm cái quảng cáo liên quan đến làm đẹp. Thì và có những cái thẩm mỹ họ treo đầu dê bán thịt chó. Thì chị thấy như thế nào về cái vấn đề này? Nó sẽ để lại hậu quả khôn lường cho khách hàng, và làm sao để mình tránh được những cái vấn đề quảng cáo mà vô tội vạ như vậy? Vâng, cái việc mà bùng nổ thông tin hay công nghệ số nó là con dao hai lưỡi. Thực sự là khách hàng rất là mông lung về cái thông tin, và chúng ta check trên cái Facebook đấy, mình nghĩ rằng là các bạn ngoài cái việc Facebook ra thì các kênh thông tin khác của các cái cơ sở kinh doanh đấy thì chúng ta phải có những cái nguồn thông tin chính xác về cái việc là khách hàng chúng ta đã có những cái khách hàng nào làm đẹp, bạn bè thân quen chưa, hay là cái khách hàng đấy thì hoạt động kinh doanh gọi là trên cái việc địa bàn đấy, gọi là cái việc cấp phép đấy như nào, thì đấy cũng là một cái việc mà chúng ta có thể là khảo sát. Vậy còn hậu quả khôn lường khi mà chọn những cái dịch vụ làm đẹp giá rẻ không uy tín sẽ là như thế nào? Hiện nay bây giờ cái việc mà mọi người quảng cáo đồng trên Facebook khiến cho khách hàng gọi là có những lúc mà tiền mất tật mang. Ví dụ như filler đi không rõ nguồn gốc ở đâu, xuất xứ ở đâu, và tiêm vào thì nó có những khi làm mù mắt, hoặc là có những người mà gọi là cắt mí mắt đấy. Mí mắt là một cái vùng rất là nhạy cảm đối với cái trên cái khuôn mặt của chúng ta, bởi vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn mà. Nhưng khi chúng ta làm và cái cơ mắt nó mất đi thì chắc chắn là để mà tái phẫu thuật nó rất là khó. Vâng, khi mà làm những cái việc đấy thì chúng ta phải chọn những cái cơ sở thực sự nó uy tín, và phải chính bác sĩ làm
làm. Đã động cái chạm đến dao kéo thì chắc chắn là phải bác sĩ làm. Đấy là cái điều mà cái thông điệp Phương Anh muốn gửi đến cho khách hàng. Thực ra trong cái lĩnh vực về cái ngành thẩm mỹ thì đối với yêu cầu về khi mà tham gia vào cái thị trường làm đẹp này, việc mà chúng ta động chạm đến cái sức khỏe của con người, vào cái làn da của con người, trước hết ở góc độ người tiêu dùng, chúng ta cũng nên có một cái gọi là hiểu biết, cái kiến thức về cái lĩnh vực này, để chúng ta có một cái sự sàng lọc để mà tìm đến những cái cơ sở làm đẹp uy tín và hiểu được về cái việc làm cái hệ lụy của chúng ta khi mà chúng ta không có kiến thức hoặc là chúng ta làm nó lạm dụng quá. Còn đối với góc độ là cái những người doanh nghiệp kinh doanh trong cái lĩnh vực về cái ngành này, chúng ta phải biết được là những gì chúng ta được phép làm và những gì chúng ta không được phép làm. Chẳng hạn như Hàn Quốc đi thì họ phân rất là rõ về cái việc là spa là được làm những cái gì, dịch vụ clinic thì được làm những cái gì và thẩm mỹ viện thì người ta sẽ được dùng làm những cái gì. Vậy em cũng xin hỏi chị Haejin là hiện nay ở Việt Nam thì các cơ sở làm đẹp đang mọc lên rất là nhiều. Ngành làm đẹp ở Việt Nam giống như là một cái cơn bão vậy đó, ai cũng muốn, nhu cầu rất cao và những người bắt đầu lập ra những thẩm mỹ viện cũng rất nhiều. Vậy thì chị đánh giá như thế nào về thực trạng của ngành làm đẹp ở Việt Nam? Okay. Trước khi Haejin chia sẻ về những cái câu chuyện này thì Haejin muốn phân biệt rõ về cái spa là aesthetic, chăm sóc da. Bên Hàn Quốc thì aesthetic và spa là chỗ mà chăm sóc da, nó không có dao, không có phẫu thuật, không có xâm lấn một tí nào luôn, thì nó sẽ gọi là aesthetic và chính là spa ở Việt Nam. Còn thứ hai là ở Việt Nam gọi là clinic, thì ở bên Hàn Quốc thì được gọi là bệnh viện da liễu ạ. Bệnh viện da liễu thì sẽ chăm sóc được là như là bắn laser này, hoặc là meso này, tiêm cấy này, còn cuối cùng là liên quan với phẫu thuật thẩm mỹ thì chủ yếu là sẽ là mổ xẻ, có thể là gây mê ủ. Nhưng mà hiện tại thì Haejin thấy ở Việt Nam thì là có một số vấn đề là như thế này. Bên uy tín thì là người ta cũng có làm các loại giấy tờ đầy đủ, nhưng hiện tại rất nhiều spa mà người ta chưa đủ môi trường để làm cái đúng tiêu chuẩn của y tế Việt Nam, đồng thời mà làm những cái dịch vụ mà xâm lấn như là tiêm filler này, botox này, cấy chỉ, căng chỉ, làm ở cái môi trường đấy, thứ nhất là nó ảnh hưởng đến sức khỏe và làn da của khách hàng. Anh có một số câu hỏi, tại vì cái chương trình này thật ra là chuyên gia lại đóng gói một cái ngành thực sự là rất là đặc biệt. Có vẻ như nó thuộc về phụ nữ, nhưng đúng theo chúng ta nhìn thấy một thế giới hiện đại, bây giờ đàn ông cũng dùng beauty, cũng dùng rất là nhiều. Thế thì đúng như Haejin nói là chúng ta phải xem các cái phân khúc và chia nó rất rõ, vì nó sẽ ảnh hưởng tới luật pháp, nó sẽ ảnh hưởng tới cái quyền, hay là các hiệp hội nó sẽ phải phân quyền rất là rõ. Bọn anh chỉ hiểu như thế này, từ xưa thập niên 90 khi bắt đầu có phong trào phim Hàn Quốc thì nó tràn ngập vào. Đầu tiên Việt Nam mình tiếp cận đi rất là cạn rồi mới sâu, như là make up thập niên 90 hay nhìn là hàng loạt người mẫu diễn viên là mở ra những cái shop hay những cái chương trình make up. Từ make up xong rồi nó bắt đầu mới tiến tới thẩm mỹ rồi chăm sóc. Nhưng mà anh nghĩ là như Haejin nói, nó phải tiến sâu hơn nữa về dinh dưỡng, về cuộc sống, rồi cuối cùng nó thành chăm sóc sức khỏe, và cuối cùng đích đến là hạnh phúc. Chúng ta phải xem luôn coi như mình làm đẹp rồi nhưng mà có hạnh phúc hay không. Ở Việt Nam thì thế hệ bọn anh và những người lớn hơn đã có những câu chuyện rất là buồn về những người cực kỳ đẹp luôn, nhưng sau khi nhiều lần chỉnh sửa quá thì hỏng luôn toàn bộ. Thì những cái nhân vật trong lịch sử thì mình đã có trả giá rồi, là theo anh là thiếu hiểu biết, không hiểu mà cứ làm mãi thì cuối cùng lại mất hết những cái vẻ đẹp. Đối với bọn anh có những người phụ nữ là ước gì người ta không làm gì cả nó lại đẹp hơn, đúng không? Thế thì chăm sóc và cuối cùng hướng tới cái hạnh phúc. Thì các bạn có thể chia sẻ thêm về cái hiện trạng của ngành thẩm mỹ ở Việt Nam. Dạ vâng, xin phép được tiếp lời của anh Thái Hòa về cái việc này. Thực tế thì gần đây cái ngành thẩm mỹ Việt Nam, báo đài và trên các kênh truyền thông đưa về rất là nhiều các cái câu chuyện mà nói thực sự là bản thân Phương Anh là người làm trong nghề rất là buồn về cái việc đấy. Có những cái người mà người ta không được phép thực hiện những cái dịch vụ mà gọi là Bộ Y tế cho phép, hay là họ chưa có cái bằng cấp và kinh nghiệm về cái lĩnh vực đấy, ví dụ như tiêm filler hay là botox, hay là cái việc mà nâng ngực hay là hút mỡ, dẫn đến một cái hệ lụy là nó gây đến một cái sức khỏe của con người, và thậm chí là có thể là dẫn đến một cái nguy cơ có lẽ tự vong. Cái điều đấy là một cái hồi chuông đánh thức cho tất cả các khách hàng, làm sao đấy chúng ta tìm đến những cái cơ sở dịch vụ uy tín, những cái người bác sĩ được làm những cái dịch vụ đấy, và cũng là một cái hồi chuông cho những cái người làm nghề chúng ta hướng đến cái sự lâu dài và mang đến những cái sự an toàn và hạnh phúc cho chính khách hàng của mình, và chúng ta khẳng định được cái giá trị nghề nghiệp của mình và khẳng định được một cái gọi là mình là một cái chuyên gia thực sự trong cái lĩnh vực đấy. Thì như những cái chuyện mà thông tin mà chúng ta đọc được trên báo đài gần đây đó, rõ ràng là khách hàng đang bị tiền mất tật mang, đúng không chị? Đúng rồi ạ. Ham rẻ rồi đi làm ở ngoài, nhiều khi là sử dụng những cái sản phẩm filler không rõ nguồn gốc,
Tại vì rõ ràng như em thấy đúng là tiền nào của nấy, mình vào một cái cơ sở thẩm mỹ viện uy tín, có thể giá cao một tí xíu nhưng mà đảm bảo cho mình được sức khỏe lâu dài, và mình cũng có nơi để mình thắc mắc rồi được giải đáp. Chứ còn đến những cái chỗ mà làm tại nhà, tự thân, tự làm, người quen tiêm chích thì hoàn toàn là cái cả khả năng tử vong rất là cao. Thì chúng ta rõ ràng cần những cái biện pháp khắt khe hơn, đúng không anh? Vậy thì những ngành nào đang là hot nhất trong ngành làm đẹp hiện nay và xu hướng nào đang dẫn đầu? Trong các cái lĩnh vực về làm đẹp như gọi là nó có chung rất là nhiều, ví dụ như nail hay tóc hay là làm đẹp về da này, thì cái thị trường về làm đẹp về chăm sóc sức khỏe về da thì đang chiếm lĩnh một cái thị trường khá là lớn, phải đến 60% thị phần. Thì cái góc độ Phương Anh và Hê Chim thì hôm nay chúng ta cũng đang bàn sâu về cái lĩnh vực về chăm sóc da chuyên sâu hoặc là về phẫu thuật thẩm mỹ. Xu hướng của mọi người hiện nay thì mọi người tìm đến những cái gọi là đẹp làm sao đấy mà an toàn và đẹp tự nhiên, đấy là cái xu hướng chung của mọi người. Chính vì thế những cái xu hướng nghiên cứu chăm sóc chuyên sâu về da hay các cái vấn đề về aesthetic hay là những cái xu hướng mà làm đẹp và nó mang cái tính clinic như an toàn, đấy là những cái xu hướng mà mọi người đang rất là quan tâm. Nó cũng giống như là làm đẹp không xâm lấn đúng không chị? Vâng. Mà chuyên về trị da, có thể điều trị da chuyên sâu bằng các cái sản phẩm về công nghệ cao hay là những cái vấn đề về điều trị về clinic, nhưng mà chúng ta gọi là làm đẹp đẹp an toàn hạnh phúc và nó thực sự là happy. Thời đại của công nghệ số và cái việc mà mọi người cập nhật những cái xu hướng đấy nó cũng rất là nhanh, rất là thông minh. Đấy cũng là một cái, thực sự là cũng là một cái thách thức cho những cái doanh nghiệp làm trong cái ngành làm đẹp này. Làm sao đấy chúng ta đáp ứng được cái sự khó tính của khách hàng và làm sao đấy để chúng ta gọi là theo kịp cái sự phát triển của xã hội khi mà mọi lĩnh vực ngành nghề đều gọi là số hóa hoặc đều là đi theo cái hướng công nghệ hóa. Chị có thể cho biết là tại sao mà dạo này người ta lựa chọn theo học ngành làm đẹp rất là nhiều không, và họ sẽ thường học những nơi nào, cơ sở nào để ra được bằng cấp gọi là chính quy? Ví dụ như là làm nail học ở đâu, hay là học để mà tiêm chích filler trở thành một y tá bác sĩ học ở đâu? Đó, những cái nơi mà uy tín để trở thành mình có thể mở một cái spa như vậy. Khi mà cái thị trường này làm đẹp nó là một cái ngành công nghiệp không khói, nó đang rất là phát triển như thế, thì cái nhân sự trong cái ngành này nói thực sự là nó cũng là một cái sức hút để cho các bạn trẻ. Bởi vì ngành làm đẹp thuộc vào top 3 trong những cái ngành mà giới trẻ quan tâm. Đầu tiên đấy là về gọi là kinh tế tài chính, hai là công nghệ thông tin, ba nữa là thời trang làm đẹp, bốn nữa là truyền thông marketing, và năm nữa là du lịch. Như mọi người biết, ngành làm đẹp này chính vì mà các bạn có thể là học nghề với một cái thời gian có thể là 6 tháng, 1 năm, đấy là thời gian ngắn, thì các bạn có thể là có việc làm ngay, hoặc là những cái chương trình nâng cao có thể là 3 năm, 5 năm, gọi là cái chương trình về cái cao đẳng hoặc đại học đấy. Về cái việc đáp ứng cái nhu cầu làm đẹp, các doanh nghiệp làm đẹp mà mở ra rất là nhiều thì cái lực lượng lao động cần rất là nhiều. Đặc biệt với ngành nail đi, bây giờ các nước xuất khẩu lao động cái ngành này rất là lớn đúng không ạ? Phương Anh biết là rất là nhiều các cái người mà thành công và rất là nhiều gọi là cái người mà giàu có ở nước ngoài, đặc biệt là một số nước châu Âu, thì về các chuỗi nail chẳng hạn, thì đấy là cũng một trong cái lý do vì sao mọi người tìm đến cái ngành làm đẹp này, học nghề rất là nhiều và cũng là một cái ngành rất là tiềm năng của cái thị trường ạ. Xin hỏi chị Hê Chin một tí là hiện nay chúng ta thấy rõ ràng là xu hướng đi học làm đẹp rất là nhiều, rất là cao ở Việt Nam. Vậy cái điều đó nó có giống hay khác gì ở Hàn Quốc không? Có ạ, ở bên Hàn Quốc cũng là xu hướng giống như Việt Nam, nhưng mà chỉ có mỗi sự khác biệt, nếu mà Hê Chin chia sẻ một cái điều sự khác biệt một cái, thì là bên Hàn Quốc thì tập trung về nghiên cứu. Nên là luôn luôn có một cái hội thảo thường xuyên, mỗi một hiệp hội cũng có một cái hội thảo khác nhau rất là thường xuyên, có một tuần một lần, hai tuần một lần. Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của hai chị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp của khán giả. Xin chào chuyên gia, thời gian qua thì bạn bè em có giới thiệu mua và sử dụng một bộ mỹ phẩm làm đẹp da, nhưng sau khi dùng thì tình trạng của em bị mẩn đỏ và xuất hiện mụn trắng như trứng cá. Vậy thì da của em bị tình trạng gì và em nên khám ở đâu? Có nên đi đến các spa để nặn mụn và điều trị các mụn này không ạ? À? Câu hỏi này thì có thể Hê Chin trả lời cho khán giả. Trước tiên thì là sau khi sử dụng mỹ phẩm và lên mụn ẩn với lại cả mụn đỏ, trước tiên thì liên quan đến mụn ẩn thì là đương nhiên là sẽ đi spa để làm sao mà mình nặn là đúng. Còn ở nhà thì mình có thể chăm sóc phục hồi, tại vì liên quan đến vấn đề ẩn đỏ với lại cả mụn ẩn cũng còn phục hồi, nên là trước mắt thì mình có thể chăm sóc da, đắp mặt nạ hoặc là đắp một cái soothing gel tại nhà để phục hồi trước, đồng thời là mình có thể đi spa để nặn mụn ẩn thì nó sẽ có hiệu quả là không có mụn ẩn mấy. Dạ, và câu hỏi thứ hai, xin chào chương trình và chuyên gia, gần đây em đang thấy nở rộ phong trào làm đẹp tại nhà hoặc là tự chế các sản phẩm làm đẹp theo công thức trên Google, nó có thực sự hiệu quả không ạ? Thực ra trong 2 năm dịch vừa qua, 2020-2021, thì cái xu hướng chăm sóc tại nhà mọi người đang rất là quan tâm. Thực ra đấy là một cái điều tốt trong cái thời điểm mà giãn cách xã hội và mọi người không đến salon được. Tuy nhiên có một điều mà mọi người lưu ý như này, trước khi chúng ta chăm sóc tại nhà thì chúng ta cũng nên có một cái sự hiểu biết và cũng như là cái sự tư vấn của chuyên gia, xem là da mình nó thuộc là cái loại da nào,
Và ví dụ như mình nói rằng là da mình là da mụn đi hay là da mình da khô, thì lúc đấy chúng ta sẽ có những cái phác đồ, có những cái bộ sản phẩm chúng ta phù hợp với loại da của mình. Và một cái ý thứ hai là có nên tức là tự chế các cái quy trình, cái công thức. Điều này Phương Anh nghĩ rằng là không nên, khuyến cáo là không nên. Bởi vì rõ ràng là chúng ta không phải là cái chuyên gia trong cái lĩnh vực về beauty để nghiên cứu về việc đấy. Thì khi mà chúng ta không biết được cái quy trình phác đồ và chúng ta không hiểu rõ về các thành phần, thì chúng ta làm như thế thì chúng ta đang hại chính cái làn da của chúng ta. Cái này anh cũng muốn hỏi một cái là sau Covid ấy, nó có tình trạng rất là khác. Vâng. Bọn anh chuyên đi làm giúp doanh nghiệp chuyển đổi số, tức là cái gì cũng lên hệ thống số. Dạ, vâng. Nhưng mà bây giờ ví dụ như mình mua hàng thương mại điện tử đi, hàng trăm mặt hàng cho cùng một cái mục tiêu sử dụng, thì làm sao mình biết cái nào, đúng không? Thế thì trong hiệp hội của các bạn có một cái địa chỉ hay cái chỗ nào đáng tin cậy để người ta có thể trong cái mỹ phẩm này người ta hỏi? Tại vì chưa kể là hàng giả, hàng nhái cũng không nhận diện được, rồi cái uy tín của cái nơi bán, hay là ai cũng nói hay về sản phẩm của mình hết, thì làm sao người không có chuyên môn biết được? Em đúng hiểu không? Ý Quỳnh Hòa, ý là bây giờ có rất là nhiều sản phẩm. Đúng rồi. Made in Korea, rồi made in châu đúng Âu rồi. Ở Mỹ tất cả nhiều thứ luôn, nhưng mà đôi khi mình không biết thực sự nó có phải là đúng cái mác đó hay không, đúng không anh? Hay là ở nhà tự chế ra xong rồi gắn cái mác đó vô, thì kiểm chứng ở đâu hả chị? Vâng, thực ra là sự bùng nổ về công nghệ thông tin cũng giống như là các cái sàn thương mại điện tử, thì cái việc mà sản phẩm quảng cáo và quảng bá nó rất là nhiều. Vậy thì làm cách nào và khách hàng có thể là nhận ra được những cái sản phẩm đấy là uy tín chất lượng? Đầu tiên chắc chắn là một cái điều chúng ta phải nghĩ ngay đến cái việc là cái sản phẩm đấy nếu là từ nước ngoài nhập vào thì nó phải là nhập khẩu chính ngạch, và nó có được cái đơn vị nào đã đứng ra chịu trách nhiệm phân phối tại thị trường Việt Nam, có tem phụ, có nhãn mác và có các cái giấy công bố. Đấy là điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa là bất cứ một cái doanh nghiệp nào, một cái đơn vị uy tín kinh doanh thì đều phải có website, thì chúng ta có thể check mã cái website đấy từ nước ngoài, từ trong nước thì đều có cái đại diện hết. Bởi vì khi mà chúng ta tích click mọi cái thông tin trên mạng đấy thì người tiêu dùng có một cái sự lựa chọn rất là rõ ràng. Hay quá, như vậy thì cũng một thông điệp để anh tóm tắt cho các bạn. Hiện nay giống như mua thương mại điện tử, bọn anh thường phải xem là có truy xuất được cái nguồn thông tin hay không. Tức là người ta cũng bung đủ thứ loại lên, nhưng mình phải biết cách truy xuất. Và thường thường các bạn xem hầu hết những cái đội bán nhái đó rồi thì em sẽ không tìm được website. Em lật đằng sau nó cũng không định danh được cái số điện thoại hay cái gì đó. Thì vừa rồi Phương Anh nói hai ý, tức là phải có cái đơn vị phân phối là định danh, mình có thể gọi tới hotline hoặc là lên trang web để đi vào sâu cái mã sản phẩm, thì mình gọi là search engine đó, tức là mình truy xuất được cái nguồn gốc của sản phẩm. Thêm một câu này là em hỏi, tại vì em cũng là người rất là hay làm đẹp, thì những cái mỹ phẩm thường để chăm sóc bên ngoài á, thì liệu nó có thực sự tác động tốt cho da của mình khi đủ hay không, hay là mình phải cộng thêm những phương pháp tiêm chất từ bên trong nữa? Rất là đơn giản. Ví dụ những người trường hợp mà da đã đẹp rồi thì là có thể sử dụng mỹ phẩm không sao cả, nhưng mà trường hợp mà những người mà đã có vấn đề da rồi thì là phải cải thiện, điều trị và chăm sóc da bằng mỹ phẩm thì nó sẽ ok hơn. Tại vì cái tác dụng của mỹ phẩm thì là chăm sóc da thường xuyên để giữ được cái độ đàn hồi của làn da. Còn liên quan đến spa với lại cả thẩm mỹ và clinic thì là sẽ giúp về chăm sóc đồng thời là cải thiện và điều trị, nó là khác nhau. Nên là tóm lại là liên quan đến mỹ phẩm thì là thường xuyên chăm sóc, còn ai mà có vấn đề da thì là cải thiện trước và chăm sóc sau là đúng ạ. Vâng, xin được cảm ơn phần trả lời câu hỏi rất là hay của hai chị cũng như là anh Thái Hòa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ hai, xu hướng quốc tế hóa ngành làm đẹp. Thưa hai chị, thì bây giờ chúng ta cũng thấy được là các thẩm mỹ viện á, thường hay đi kèm với chữ quốc tế, ví dụ như viện thẩm mỹ quốc tế A, thẩm mỹ viện quốc tế B. Thì tại sao mà chúng ta phải quốc tế hóa ngành làm đẹp như vậy? Có phải là nghe cái nó sang chảnh hơn không, hay là còn một lý do nào khác? Bản thân Phương Anh nghĩ rằng là cái việc hội nhập quốc tế trong tất cả các ngành nghề nó là một cái điều tất yếu á. Thì cái ngành làm đẹp không phải đối với riêng gọi là Việt Nam đâu, tất cả các nước, cái sự hợp tác quốc tế để chúng ta có thể là trao đổi giao lưu và chúng ta có thể phát triển cái ngành này hơn, đấy là cái điều đương nhiên. Hiện tại bây giờ các nước châu Âu hoặc là một số những cái nước như Hàn Quốc, Nhật Bản thì cũng đang hợp tác rất là nhiều với Việt Nam, rất là sâu với Việt Nam trong cái lĩnh vực về beauty này. Và đặc biệt là Hàn Quốc là một cái nước gọi là nó cũng là đi đầu về xu hướng và cũng là một cái nước mà một cái nôi của ngành thẩm mỹ. Khi mà mình quốc tế hóa như vậy á, thì sẽ có những cái cơ hội hay những thách thức nào đến cho cái cơ sở? Khi mình quốc tế hóa như vậy, có phải là cái chi phí nó sẽ bị đội lên rất cao không?
Không, góc độ Phương Anh thì Phương Anh nghĩ là như này, chúng ta quốc tế hóa thì tất nhiên chúng ta tạo ra được nhiều cái cơ hội để hợp tác với phía Việt Nam, bởi vì cái ngành dù sao đi nữa thì cái ngành thẩm mỹ Việt Nam so với các nước phát triển thì chúng ta cũng đi sau họ. Cái việc mà chúng ta cập nhật những cái gọi là xu thế mới hay là chúng ta học những cái chương trình nâng cao để chúng ta có những cái gọi là việc mà chúng ta làm đẹp cho khách hàng, gọi là phục vụ cho cái ngành làm đẹp Việt Nam nó phát triển tốt hơn, thì cái đấy là một cái điều tốt. Liên quan đến gọi là cái việc mà giá thì mình nghĩ rằng là mỗi một cái phân khúc khách hàng, mỗi một cái lĩnh vực nó có được một cái gọi là cái mức riêng của nó. Quốc tế hóa cái ngành đấy thì đồng nghĩa chúng ta nâng cao cái dịch vụ, nâng cao cái hiệu quả làm đẹp. Như thế thì chúng ta không đánh giá bằng cái giá trị bằng tiền, bằng tài chính ở đây, mà chúng ta đánh giá về cái giá trị về cơ hội, giá trị về cái sức khỏe và làm đẹp cho con người, giá trị về một cái cộng đồng rất là lớn á. Anh muốn trả lời cái câu của Yến, để rất nhiều bạn cũng quan tâm cái điều này. Có vẻ như vào quốc tế thì bị giá nó cao lên, thực chất nếu những người làm chuyên gia thì nó ngược lại. Khi người ta quốc tế hóa là người ta theo chuẩn mực, một cái chuẩn toàn cầu. Cái chuẩn nó sẽ giúp mình là sự chuyên nghiệp này, thứ hai là sự đồng bộ. Ví dụ một chuỗi giá trị trong thẩm mỹ, em có thể bỏ tiền nhập máy rất là đắt, nhưng nếu không đào tạo nhân viên thì cái người nhân viên lại không biết dùng máy và chỉ dùng được 10% công suất máy thôi. Còn trong khi cái máy này nó có 90% khác, nó tuyệt vời vô cùng và có thể ra được tiền, thì người ta không biết dùng. Như vậy chuẩn mực quốc tế, những cái ngành mới thì mình phải theo và mình học hỏi, thì nó làm cho một sự đồng bộ và phát triển trên cả cái chuỗi giá trị. Thay vì mình chỉ chăm chăm mình lấy tiền ở cái chỗ thẩm mỹ này, mình không biết rằng cái hiệu quả của thuốc nó đi cùng, của đào tạo và ý thức cho cái khách hàng. Thì như vậy là quốc tế hóa là một cái thông điệp anh nghĩ là nó sẽ thay đổi tư duy về giá. Không phải quốc tế là đắt, nhưng mà quốc tế là tối ưu tiền của khách hàng, hay là cái giá trị mà mình đem lại cho khách hàng. Chị Hay Trinh có thể cho biết được là cái xu hướng làm đẹp hiện nay của Hàn Quốc nó đi trước Việt Nam những cái nào không ạ? Trước Covid thì là bên Hàn Quốc cũng tập trung về cũng là thẩm mỹ và những cái sử dụng nhiều các loại máy móc. Nhưng mà sau Covid thì mọi người cũng chăm sóc, và chăm sóc da là không xâm lấn này, xong rồi mỹ phẩm sử dụng tại nhà này, xong rồi nếu mà sử dụng mỹ phẩm thì phải phù hợp với làn da của tôi này. Đây là liên quan đến chăm sóc da. Còn tất cả những cái liên quan đến tổng thể thì nó có một cái sự khác biệt rõ ràng. Mọi người khi mà mua hàng hóa hoặc là đăng ký dịch vụ hoặc là những cái mọi thứ thì thông qua app là chủ yếu. Ví dụ tôi muốn đi spa thì không phải liên hệ trực tiếp đến spa, mà tôi sẽ đặt qua app và trả tiền luôn cái app đấy, và mình chỉ cần đi thôi. Mua mỹ phẩm cũng thế, mỹ phẩm thì tôi sẽ tìm trên app sản phẩm này có phù hợp với làn da của tôi không, tôi chụp ảnh thì nó sẽ hiện lên hết là sản phẩm này có phù hợp với tôi hay không, thì nó sẽ ra hết tất cả các cái quả mỹ phẩm mà phù hợp với tôi thì tôi mua cả đấy. Hiện tại thì bên Hàn Quốc đang thay đổi xu hướng là như thế. Còn một cái nữa thì là ngày xưa thì người ta sử thích những cái sản phẩm mà lộ tinh chất mà nó có loại mà thủy tinh, nhưng mà càng đi càng bên Hàn Quốc thì thích những cái sản phẩm bao bì là nó tốt cho môi trường. Còn đồng thời là tập trung một số thành phẩm thôi. Ngày xưa một cái tinh chất nó ví dụ 20 đến 30 loại thành phẩm, thì bây giờ thì chỉ tập trung 1 đến 5 hoặc là 10 thành phẩm thôi. À, là nó sẽ focus tập trung vào đúng cái vấn đề cần điều trị của da. Có thể mình sẽ sử dụng nhiều sản phẩm hơn một tí, nhưng mà mỗi sản phẩm sẽ tập trung đúng vào cái chỗ đó của mình. Đúng rồi. Vấn đề cần điều trị đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, cũng thêm một câu hỏi đó chính là về thị trường. Về thị trường làm đẹp của Việt Nam thì sau khi quốc tế hóa thì nó sẽ có những cái gì rất là hấp dẫn không ạ? Việt Nam bây giờ chúng ta cũng đang là một cái thị trường rất là tiềm năng đối với các nước châu Âu, hay là một số những nước Nhật và Hàn Quốc cũng đang gọi là có đầu tư vào Việt Nam về cái lĩnh vực thẩm mỹ rất là nhiều. Và ở đây thì một cái đặc biệt là Phương Anh và Hae Jin muốn chia sẻ về cái góc độ là đất nước Hàn Quốc, bởi vì Hae Jin là sống từ Hàn Quốc và bạn Phương Anh trước cũng sống 12 năm ở Hàn Quốc và quay về Việt Nam. Thì thấy rằng là Hàn Quốc đánh giá thì năm 2019 thì Việt Nam là một trong xếp thứ 5 về cái thị trường mà Hàn Quốc xuất khẩu về cái ngành làm đẹp này sang. Còn đối với Việt Nam ấy, từ góc độ Việt Nam thì Hàn Quốc là cái thị trường số 1 về cái ngành này. Thì điều đấy cũng đang là tạo ra một cái cơ hội chung cho toàn bộ cái ngành, và cũng chung gọi là góp vào cái sự phát triển về kinh tế, cũng như là đáp ứng được các cái vấn đề về gọi là cái nguồn nhân lực ngành thẩm mỹ trong cái ngành này. Vậy đâu là triển vọng hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực làm đẹp như là beauty? Năm nay là năm 30 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và ngành thẩm mỹ thì đi theo cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì cũng là một cái điều kiện vô cùng thuận lợi. Bây giờ thì các doanh nghiệp, tập đoàn về cái ngành làm đẹp Hàn Quốc đầu tư vào thị trường Việt Nam rất là nhiều. Thực ra Phương Anh cũng đang là vận hành những cái thương hiệu và cũng đầu tư cùng đối tác Hàn Quốc tại Việt Nam, tại Hà Nội. Chính vì cái điều đó mà mình cũng thấy rằng là một cái sự hỗ trợ từ phía chính phủ Hàn Quốc khi mà các doanh nghiệp làm đẹp họ vào Việt Nam,
Thì đấy là một cái điều mà Phương Anh nghĩ rằng rất là may mắn, cũng là tạo ra một cái sự cơ hội và quốc tế hóa. Anh bổ sung một tí về cái quan hệ quốc tế, vì bọn anh cũng là Việt Kiều và thường xuyên giúp các cái doanh nghiệp trong nước tiếp cận. Anh muốn các doanh nghiệp Việt Nam thay đổi một cái tư duy này. Trước đây nghĩ quốc tế là phải đi ra nước ngoài mở văn phòng, tốn rất là nhiều tiền. Đúng rồi. Và họ sợ lắm, vâng. Họ sợ cái điều này. Nhưng thật ra như là Phương Anh vừa nói, quốc tế hóa hiện nay là trên sân nhà. Mình đang ở đây với thị trường của mình thì người ta đến mình. Và cái giao thiệp này, cái cách mà mình tiếp cận với họ cũng là một loại quốc tế hóa. Anh nói rất nhiều cái đơn vị mà anh đang tư vấn trong ngành công nghệ thông tin viễn thông, giao cho những manager người Nhật, người Hàn tại Việt Nam khai thác thị trường Việt Nam luôn, nhưng tính bằng tiền đô, và đó là ngân sách về globalization, tức là ngân sách quốc tế. Như vậy mình quốc tế hóa trên sân nhà, và đặc biệt sau Covid thì trên sân nhà của mình chúng ta quốc tế được cho chính cộng đồng người Hàn Quốc, người Việt ở đây. Hiện nay có rất là nhiều spa, rất nhiều đơn vị của người Hàn Quốc phục vụ cho cộng đồng người Hàn Quốc, không phải là phải đem tiền đi ra nước ngoài và tốn rất là nhiều tiền thì mới là quốc tế hóa. Vâng, bọn em cũng đang triển khai những cái dự án như thế cũng rất là tốt, bởi vì chính vì cái thị trường ngành làm thẻ Việt Nam mình nó rất là phát triển mà, cho nên là đấy là những cái cơ hội, nó không phải cho Việt Nam mà cơ hội cho các nhà đầu tư và từ nước ngoài về. Vậy thì ngoài Hàn Quốc ra thì Việt Nam còn có những cái thị trường nào tiềm năng để hợp tác cho lĩnh vực làm đẹp không chị? Như chị thấy thì các nước châu Âu hay là một số như nước Nhật hay Pháp, đấy thì đấy là những cái nước mà đặc biệt đối với ngành phun xăm thì chị đang thấy là một số cái xu hướng của châu Âu thì đang rất là phù hợp và thịnh hành tại Việt Nam. Ngoài phun xăm em còn thấy có nối mi nữa. Đúng rồi. Những cái đó bây giờ người ta được chú trọng rất là nhiều, và các bạn cũng học ở Việt Nam và đi ra nước ngoài để làm. Chính xác, đặc biệt cơ sở. Dạ. Và em thấy là kiếm được rất là tốt, rất là ok. Đúng rồi. Vâng, và xin được cảm ơn phần chia sẻ của hai chị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp từ khán giả. Thưa chuyên gia, em là khách hàng đi spa khá thường xuyên tại các spa và thẩm mỹ viện, và khi đến điều trị tại một vài thẩm mỹ viện thì họ hay giới thiệu cho em dùng mỹ phẩm này, mỹ phẩm kia và nói là ngoại nhập. Vậy thì em có thể đánh giá chất lượng của các sản phẩm đó như thế nào để không bị tình trạng tiền mất tật mang? Thật ra thì mỹ phẩm mà nó có giá rẻ và giá cao, nhưng mà hay nói thật sự là không phải là mỹ phẩm giá thấp là sản phẩm không tốt và mỹ phẩm giá cao là sản phẩm tốt. Quan trọng là tôi sử dụng sản phẩm nào mà phù hợp với làn da của tôi chính là sản phẩm tốt nhất cho làn da của tôi. Ví dụ tôi mua một cái sản phẩm mà nó khoảng tầm 500.000 đi, nhưng mà Hejin dùng cái sản phẩm 500.000 mà nó rất là phù hợp với làn da của Hejin thì là nó là một cái sản phẩm nó rất là tốt. Nhưng mà Hejin mua một cái tinh chất mà đến tầm 10 triệu, nhưng mà sản phẩm đấy không phù hợp với làn da của Hejin thì đâu có phải là sản phẩm đấy là sản phẩm tốt cho Hejin đâu. Nên là trước tiên thì quý khán giả có thể biết được là làn da của tôi là làn da gì đã, sau đó mỹ phẩm đó có phù hợp với làn da của tôi không. Nếu mà phù hợp thì chính là mỹ phẩm đó là mỹ phẩm tốt nhất cho bản thân mình. Và cũng xin được tiếp lời trả lời cho câu hỏi của bạn luôn, tại vì em cũng thường xuyên làm đẹp á. Trước khi chúng ta nên sử dụng một cái bộ mỹ phẩm nào, mình nên test thử trên da của mình trước để xem nó có đáp ứng được hay không. Tại vì nếu chưa kịp gì hết mình đã đập lên mặt của mình rồi mà nó bị ẩn đỏ rồi, nó bị dị ứng thì sẽ rất là nguy hiểm, đúng không anh? Và câu hỏi thứ hai, có một bạn hỏi là em thường hay được nghe mọi người nhắc đến về các phương pháp làm đẹp không xâm lấn, vậy thì thẩm mỹ không xâm lấn là gì và có những phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn nào cho da? Không xâm lấn có nghĩa là không dùng dao kéo. Có anh hiểu. Ở đây có thể mình chia ra là dịch vụ xâm lấn và dịch vụ không xâm lấn. Dịch vụ xâm lấn coi như là có cái loại kim mà nó thông qua trên biểu bì, chính là trên bề mặt da của bì ấy, trên bề mặt da của tôi, thông qua bề mặt da của tôi thì đấy là dịch vụ xâm lấn. Như là tiêm. Tiêm filler cũng là xâm lấn. Phải lan kim. Đúng rồi, laser cũng là một laser. Cái xâm lấn tại vì là máy đúng rồi, nó rất là sâu. Đúng không ạ? Còn ví dụ phi kim lan kim cũng là một cái công nghệ xâm lấn. Nhưng càng đi càng phát triển những cái công nghệ Hàn Quốc với lại công nghệ thế giới thì là rất nhiều sản phẩm mà nó không xâm lấn thông qua cái kim, mà sản phẩm cái thành phần nano ấy, nó sẽ thẩm thấu thông qua làn da và nó sẽ tác dụng từ bên trong làn da, thì đấy mới là dịch vụ không xâm lấn và nó sẽ có hiệu quả như là cái vi kim lan kim meso. Vậy là nó cũng sẽ hiệu quả ngay tức thì ạ? Thật ra thì cũng có công nghệ mà có hiệu quả ngay tức thì và cũng có công nghệ không thể nào mà có hiệu quả ngay tức thì, vì là làn da của tôi là chu kỳ là 28 ngày thì coi như là một tháng, làn da cũng phải quay trở lại một lần nữa thì mới có tác dụng tốt nhất. Vậy thì bạn như bạn có hỏi là những cái phương pháp nào gọi là không xâm lấn cho da, ví dụ như là công nghệ nào là sử dụng được á? Dạ. Ví dụ công nghệ là ngày xưa thì muốn làm cái V-line thì là phải tiêm Botox, là đấy là chuyện ngày xưa. Nhưng mà hiện tại thì bên Hàn Quốc bây giờ đang phát triển là công nghệ nâng cơ. Mình sẽ kích thích các con mặc cái xung quanh cơ,
sau đó nó sẽ làm phu. Đúng rồi. À, hai phu. Và đúng rồi. Và cái đấy như là cái giảm cân khuôn mặt. Thì mình làm một điều chỉnh như là 1 đến 2 tháng thì da của tôi với lại cả khuôn mặt của tôi sẽ thành ra là cái line. Đây cũng là một cái công nghệ dịch vụ mà không xâm lấn. Dạ. Nó an toàn. Dạ, xin được cảm ơn chị. Vâng, là trước khi mà chia tay với chương trình thì không biết là hai chị có thêm đôi lời nhà nào muốn nhắn gửi đến khán giả hay không, hoặc là những bạn đang có ý định theo học ngành làm đẹp. Với cái vai trò là một trong những cái người đi trước về cái ngành thẩm mỹ thì một cái thông điệp muốn gửi đến những các bạn làm nghề hoạt động và muốn theo đuổi cái ngành này, trước tiên chúng ta hãy có cái sự đam mê với ngành, luôn luôn xác định rằng là chúng ta làm cái gì cũng từ tâm, và xác định nó sẽ là một cái chặng đường hành trình dài thì chúng ta hãy đầu tư vào cái việc học hành, đầu tư vào kiến thức. Đấy là một cái giá trị cốt lõi để chúng ta có thể là cố gắng để làm sao đấy để mà chúng ta phát triển thực sự trở thành một cái chuyên gia trong cái lĩnh vực này. Và cuối cùng nữa thì chúng ta hãy đặt khách hàng là một cái kim chỉ nam, một cái giá trị cốt lõi để chúng ta mang đến gọi là phục vụ khách hàng, để chúng ta hoàn thành cái sứ mệnh mình là một cái chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp. Nghe Jin thì là đối với quý khán giả học viên mà muốn học lành ngành làm đẹp thì chúng có thể chia sẻ một cái này. Nếu mà những người mà đang học về những lành ngành đẹp thì sẽ chủ yếu là những người mà muốn mở spa là sẽ là chính, và những người muốn mở phân xăm hoặc là nail thì rất nhiều người người ta muốn bắt xu hướng của thế giới và người ta chưa có những cái kiến thức cơ bản mà cứ làm theo những cái công nghệ mà hot thôi. Thì Hyejin muốn rằng là nếu mà muốn thực sự làm chắc và muốn lâu dài và muốn đưa giá trị cho khách hàng thì luôn luôn tập trung focus về cái cơ bản đã. Sau đó mình làm tốt cơ bản thì mình sẽ chuyển sang cái phần xu hướng của thế giới thì nó sẽ tốt nhất. Anh cũng đại diện gọi là phái mạnh nói một câu với chương trình làm đẹp này, thật ra là đàn ông chúng ta nên sống văn minh hơn. Và trong đấy có cái đẹp. Cái đẹp không phải chỉ phải bôi son, trái phấn hay là make up như là mình hay nghĩ sai, là giống như hơi nữ tính thì mới làm đẹp. Thật ra đàn ông đi sâu vào là sức khỏe, là những cái đẹp từ bên trong, và làm cho cái tuổi già nó bớt lão hóa đi. Thì điều này là ai cũng mong muốn. Chúc các bạn nam cũng bắt đầu bớt lão hóa và làm đẹp. Dạ vâng, và em xin được gọi là cảm ơn anh Thái Hòa, chị Phương Anh, chị Hyejin đã dành thời gian vô cùng quý báu để đến mà chia sẻ với chương trình, giúp cho quý vị khán giả có cái hình nhìn tổng thể hơn về ngành làm đẹp, cũng như là chúng ta nên chọn những cái cơ sở uy tín để làm đẹp, tránh cái trường hợp tiền mất tật mang. Vâng, thưa quý vị, qua những lời chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi thì chúng ta cũng đã có một cái nhìn chung rất cụ thể về ngành làm đẹp, đúng không? Và chính những lời chia sẻ này cũng đã khép lại chương trình Chuyên gia nói của chúng tôi. Quý vị hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi vào lúc 22:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên các hệ thống của kênh MCV Network. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.